Bố nghe chưa? Hãy bây giờ để bố mới các chú cứ làm nhé, con về con thịt trước. Thì tùy con làm nào lạ, nhưng mà nhanh mà đấy nhá. Mất việc lắm bố con rồi, mất việc lắm. Bố ơi, bố, bố dồn lại. Thôi, nó tỉnh rượu rồi. Thôi bố dồn được kia. Con này thế nào nó tỉnh rượu nhanh chính nhỉ. Kia rồi. Con này tiểu lượng nó cao đấy bố ạ. Cái này để máng để cái hâng cái nước à? Thì máng chả hâng nước thì hâng cái gì? Hỏi làm chả làm. Hôm nay làm được mấy câu nhuộm mà phải gọi con lên làm cái gì nhỉ? Hôm nay làm gì đã được công nào đâu, bây giờ mới nửa buổi sáng làm gì đã được công nào? Hết ngày người ta mới có công. Thì con làm cái gì nữa mà phải gọi cả con? Làm ở đây, lên đây để hứng nước nó chảy ra đường này không nhìn thấy à? Một mình làm thế nào được mà chả phải gọi? Ông chủ nó không ra đỡ cho một tay à? Đã gọi là chủ rồi thì nó thuê mình rồi mình làm. Không nhìn thấy mấy anh em đây à? Ai chủ làm? Làm mấy bố mới lại các chú làm đấy lâu chưa? Hôm nay được 4 năm công rồi con. Hôm nay nữa là xong à? Hôm nay gần xong, chắc là nốt hôm nay. Vâng. Nhưng mà nhà chủ đây nó dễ tính không? Con đi vào con thấy nhiều ngàn gà lắm. Có được bữa vào bữa ra gì không bố? Cái gì? Đi làm có mấy buổi thì mình cứ đòi người ta ăn. Mang tiếng gì thì bình thường người ta chứ. Con thấy mấy lần bố con mình đi làm là người ta cứ phải mời bữa vào bữa ra chứ không. Không cộng, nếu mà không có bố cứ bảo các chú. Đấy là miền ngược còn miền xuôi này, người ta khó tính lắm con ạ. Bố chả biết được. Các chú nếu mà không có cái bữa ra bữa vào cứ xây cho nó nghiêng tường ra. Nó mới bữa ra bữa vào được bố ạ. Bố cứ nhìn quan thế. Nào để giữ cái làm gì? Chả được thì chỉ phải nghĩ đến này. Nhưng mà con có cái món ngàn đèn ngon lắm. Sao con đến là nhìn thấy bố làm đây mấy ngày chẳng thấy ở đâu cả. Đầy cái kìa. Nói đầy cái kìa. Ngàn đèn đấy mà đánh chết cạnh thì. Bố chả để ý cả. Bố ra đây con chỉ. Kiểu gì cứ ra đây con chỉ cho. Bố con đang làm. Cứ ra đây một tí thôi. Bố thích ăn con nào tí nữa con bảo nhà chủ. Làm chả làm chí thế ăn mới uống này. Để trưa nay làm tổng kết luôn đi. Đã xong rồi mà tổng kết phải 2-3 hôm nữa con ạ. Chú chỉ làm con 7 miêu trong mà còn đỡ phải đi ra ngoài quán còn thế nào nữa. Bố cháu khó tính lắm chú ạ. Khó rồi. Đòi cái gì? Đây là cái gì? Mình đi làm thì nó phải có cái gọi là cái uy tín của nghề chứ. Chú công nhận không? Mình muốn ăn nhiều tay mà. Để cháu xây cho. Nếu mà không có bữa ra bữa vào thì... Thì... Thế phải cẩn thận mà không từ kia ra nghiêng vào. Mình cứ yên tâm, cháu mà làm gì. Chẳng nhẽ nhà chủ này cũng bữa ra bữa vào, bữa ra bữa vào thôi mà cũng không cho ông thợ ăn được à? Ngàn thì nhiều, chú công nhận không? Toàn ngàn đen đi nhé. Ngàn đấy mà thải ra cái nó bay trên từng cây số luôn đấy. Chú cứ yên tâm đi, không phải nghĩ riêng cháu mà chơi thì một mình cháu phải chấp các chú chạy trước 100 viên. Đấy, chơi chắc luôn đấy là đúng đấy. Chơi chắc là tôi mà. Đấy. Đấy, thôi là tôi là vừa chơi vừa chắc là đúng đấy. Nó hơi
Thì sang giữ tôn bên kia. Dạ. Thì sang bên kia giữ tôn, bên kia sang giữ tôn thôi. Được rồi. Được chưa bố? Được rồi. Cái này là ổn. Bố làm lúc nữa là xong. Bố tự tay mà cũng làm được cơ khí dọa chết. Ủa thì việc nào bố chẳng làm. Xong con hông hướng nước. Vâng. Còn cũng mệt lắm, giải làm chị. Uống nước đây các bác ơi. Uống nước đây các bác ơi, sang đây cháu bảo. Đi uống nước sang đây cháu bảo. Đây này, bố ơi, bố ơi. Bố ơi, ra đây con bảo đó. Bố nhìn thấy không? Nhà nó nuôi toàn ngan đen thôi. Toàn ngan này mà đánh chết cành với lại. Thì nhà người ta nuôi thì kệ nhà người ta. Nào, bố có thích ăn... con sẽ mồi cho. Ôi rồi muốn ăn nhưng mà của người ta, mình đi làm chả được việc. Mình đi làm người ta nó phải quan tâm đến mình. Mình làm thì mình mới làm chỗ đáo chứ. Bây giờ kiểu gì chả có bữa tổng kết đúng không? Nhưng mà nhận khoán rồi. Nhận khoán cũng vẫn phải có bữa gọi là tổng kết để còn đuổi thợ chứ. Nhưng mà nói mang tiếng thì. Được rồi, để chủ nhà ra đây, con sẽ hỏi xem. Kiểu gì chả, nó chả thịt cho một con để mà ăn. Cái gì? Chủ nhà ra đấy. Chú à? Chú lợn thằng xong mái cho cháu rồi à? Em giới thiệu với anh em là con của bố vợ em. À, đấy, con rể à? Vâng, hôm nay lên đấy. Bảo nó lên nó hỗ trợ có một tí thôi mà. Đấy, bảo cái công việc làm chuồng trại nhà anh ấy vất vả lắm. Làm mệt. Nó căn bản quen rồi. Bây giờ anh bảo bây giờ kiếm tiền làm gì có việc nào việc không mệt đâu. Vâng, không nào kiếm tiền mệt. Đấy, đấy bố con em nhiệt tình lắm đó. Cái này thực ra là tôi cũng khoán cho chú rồi nên là cái này cũng ông gọi ai làm đấy là việc của ông thôi. Vâng. Đi vào. Vâng, bố cứ vào trước đi. Make. Anh vào đây tôi bảo. Cái món xử lý cái chuồng trại này ấy, nhá, là khó khăn nhất là nó phải hệ thống khăn nước, anh hiểu không? Cái máng nước là khó làm lắm. Thế bây giờ cái chuồng lợn này là nó giọt danh sang nhà người ta nên tôi phải làm cái máng. Vâng, nhưng mà cái máng này mà làm không cẩn thận là nó mưa nó trối xuống là nó xả vào nền chuồng lợn là đi ỉa hết cả cái đàn lợn con là chết dở ấy nhá. Thế tôi bảo bố anh làm máng. Rồi nhưng mà cái việc đấy nó khó ấy. Kiểu như thế là nhưng mà bố con tôi nhiệt tình lắm. Thì thế thì thôi, cảm ơn bố con hai bố con thôi chứ cái này làm tốt cho tôi không nước không xuống chuồng được. Vâng. Thì đấy anh cũng nuôi nhiều ngan đen nhỉ. À, ngan nhà nó đẻ ra mà. À, có mấy con ngan mẹ nó cứ đẻ ra cứ nuôi để thịt dần mà. Thế thì đấy chiều nay mà xem tổng kết xong làm một hai con anh cứ chiều nay xong luôn rồi á? Vâng, cho đội thợ tổng kết trước đi. Có làm hai con ngan đen hay đánh chết cành được ấy, anh ạ. Ngan này thì thịt thì tôi cũng chả tiếc nhưng mà nhà tôi không có người thịt. Đấy, cái này mà cái bữa coi như bữa tổng kết bữa ra cho đuổi thợ đi. Là anh cứ ngan này thì nhà tôi biết là ngan này có đẻ, ngan mẹ đẻ ngan con. Thì tôi gây dần bây giờ nó có mấy con. Muốn gây cho nó nhiều tí chứ còn bây giờ một con ngan thì thịt đâu? Thì cứ chỉ một con được mà. Không, cái này không thịt được anh ạ. Với cả thợ này tôi cũng khoán rồi. Tiền nong ăn uống là tất trong đấy rồi. Nên là tôi không có trách nhiệm. Nhưng mà ở nhà tôi không người nấu. Không ai nấu được để mà anh thêm em thợ ăn đâu. Thế là thế này anh em thợ là tôi đã khoán trắng. Không. Và cũng cho tiền ra ngoài quán để liên hoan rồi. Bình thường ấy thì bố con tôi đi làm kể cả là khoán hay là cho tiền ra ngoài. Nhưng mà vẫn phải có bữa giá bữa vào ấy. Đi vào để làm. Đã nhận khoán thì còn cứ. Không, đấy con nói chuyện thôi. Con gì nhà tôi nó thế. Thôi được rồi, cái này anh không biết thì cũng không sao đâu. Nhưng mà, đấy, cái anh gì anh cứ nói chuyện trực tiếp với bố vợ anh ấy. Thế còn giống tôi là khoán hết cho bố vợ anh rồi, nhá. Rồi. Con buồn cười thật. Chứng tỏ nhà này, nhìn có vẻ thanh niên mà đoạn đại gia nó thế đấy. Bí tính chứ anh à. Nó không thoáng tính. Thoáng thì mình nhận gì còn gì nữa. Cứ ra để vặn vẹo. Người ta nuôi thì kệ người ta làm chăn nuôi thì kệ người ta. Bố có mang theo cái món nước ngoài không? Con lại đến giờ rồi chưa? Không,
để con xin một chén thôi. Nhưng mà con lấy rượu để làm gì? Bố có thích ăn ngan không? Làm người ai mà thích được ăn thịt, ai mà chả thích. Tí nữa chỉ cần thằng chủ nhà nó vắng ở đây thôi, con sẽ tự nhiên nó phải mang ngan, nó bảo bố con mình đi thịt đấy, không cần phải. Con lại nghĩ cái cách gì ấy? Đừng có làm cái gì mà mang tiếng bố rồi đấy. Lần sau còn việc này việc khác. Được rồi bố, con không làm cái gì đâu. Tự nhiên nó mang, sẽ mang ngan. Lúc nãy ông ấy bảo là không cho chứ còn gì nữa. Nhưng mà ít nữa nó lại nghĩ lại cho mà xem. Bố cứ đi vào đó. Ai mà biết được mà bảo nghĩ cái gì. Mà con lấy rượu thật à? Vâng. Mày, cho mày chỉ một nửa cốc này thì có mà lại như kiểu ngan bị bại liệt cho mà xem, người còn chạy cả cháy chứ. Mày im. Tao cho mày uống rượu, mày rốt lắm. Chúc mày không thay không về nhé. Tôi nói trêu thế thôi chứ còn làm cái gì ạ? Tính nó trong dài nó hay nói thế. Nó bột miệng thế mà. Nhờ cháu nghĩ lại rồi. Thôi anh cứ làm xếp con ngàn này đi, anh thịt anh làm. Thôi. Giúp được cái tôi không người làm. Rồi tôi ngại lắm, ai làm thế? Bố con tôi đi nhận tiền công thì rồi thì khoán rồi thì ai lại dám đòi hỏi thế nữa. Đây là tôi nó bảo anh chứ anh ngại cái gì? Anh cầm con này đi anh thịt cho tôi. Nhưng mà thế nào lại tự nhiên... Thì tôi nghĩ lại, tôi bảo là bây giờ các bác thợ làm chẳng hạn lại không làm bữa liên hoan mang tiếng thôi. Thôi anh thì thôi tôi nhá. Thì chưa khả năng thì anh đã có lòng thì tôi, bố con mình có bụng một tí nhỉ. Thì làm thật à? Thì có khi con nghỉ để trước. Để hôm nào xong hẳn nữa. Thôi, đã ăn trước khỏi ăn sau bác ạ. Anh cứ thịt, anh cứ mang đi, anh chỉ giúp tôi giao rượu thơ thiết tất trên nhà có sẵn rồi. Thôi, ở đây nó phiền nhà, nó không thì quen, tí nữa tôi mang về có được không? Còn đang làm. Mang về á? Chứ mang về thì ở nhà thì anh em ngồi với nhau quấy quá thôi. Tùy anh thôi nhá. Đấy bây giờ tôi cứ để ở đây xong anh lựa anh thịt đi nhá. Chị ngại quá thật, chị ngại. Ngại, tôi lại có việc bây giờ là phải đi bây giờ đấy. Ngại từ chối thôi. Anh đã bảo thế thì tôi cũng chỉ ngại từ chối thôi chứ đấy, còn... Cái này là tôi nhờ anh giúp tôi đấy nhá. Được chưa? Thế là thật là chú. Vâng. Đấy. Bố thấy con thế nào? Thế nào? Bố bị thử cái bài của con. Mấy cái người này á, nó cứ nghĩ là đồng tiền mà. Thí dụ nó tình cảm ngay từ đầu ấy, thì có phải là con lại được lòng không? Con lại giở trò cái gì? Giở trò cái gì? Nãy con cho nó uống có một nửa cốc thôi. Thế nó bố biết ngay mà. Nó lảo đảo, nó tưởng là... Nó sẽ hiểu. Đấy. Nó tưởng ngàn, nó bị trụ huyết tu. Có hiểu không? Đấy, bố ngay chờ. Hãy bây giờ để bố mới gặp chú cứ làm nhé, con về con thịt trước. Thì tùy con làm nào là, nhưng mà nhanh mà đấy nhá. Mất việc quá, bố con rồi, mất việc quá.
Bố ơi, bố. Bố dồn lại. Bố. Thôi, nó tỉnh rượu rồi. Thôi bố dồn được kia. Con này thế nào nó tỉnh rượu nhanh chính nhỉ? Kia cho. Con này tiểu lượng nó cao đấy bố ạ. Nó lặng lắm, nó được một đúng ra lúc kia bố phải đưa cho con một cốc thì có phải nó quá liều không? Bố chả chắn nó lại chạy sang bên kia rồi. Miếng ăn đến mồm rồi bố thế nào? Thì bố nó cũng chăn đi, nhưng mà bố còn phải mãi làm mà khổ quá. Bây giờ lại đi dồn lại chị, bây giờ người ta cho rồi thì chả nghe. Cho rồi nhưng bây giờ nó tỉnh rồi thì nó về nhà nó thì kệ nó. Đùa, bố cứ ra làm để con xem con bắt được con thịt cho. Chí máu ăn đi làm, nghĩ hết trò nọ đến trò kia. Làm thì chả làm. Thôi ở đấy mà đuổi. Bố còn việc của bố. Mất ăn rồi. Chú ơi, các chú chả dài dồn cho cháu. Nó chạy mất sang bên vườn bên kia rồi. Cho nó uống rồi. Thôi, không phải đuổi nữa, lên làm bố mấy các chú làm gì còn mệt lắm chứ. Đang làm mệt chứ. Đuổi ngang trước cả tay rồi lấy đâu ra sức mà làm nữa. Mà bây giờ cũng chưa rồi chứ. Có con ngang đấy thì bố. Lúc kia bố chứ. Thì đứng ở đây giữ cho bố một tí thôi. Chứ bố tự mà làm đấy. Con về con xem có đi qua quán con xem có lòng không thì mua xong tí nữa bố mấy các chú làm xong thì chưa về ăn cơm nhé. Đi ăn thôi. Đấy. Làm đi ăn thôi. Thế về thật à? Ra giữ được có một tí thôi là lại giở trò nọ trò kia là bây giờ là đấy. Bảo thì chẳng nghe đâu. Bực lắm là bực thì.